Ngày xưa ngày xưa, bảy chú dê con sống hạnh phúc với dê mẹ ở một thị trấn xanh tươi đáng yêu, nơi luôn rực rỡ ánh nắng mặt trời. Bảy chú dê con đến trường học ở thị trấn vào mỗi ngày. Chúng yêu trường lớp, yêu thầy cô và bạn học của mình. Một ngày nọ, trước khi vào học, chúng rủ nhau chơi bóng chuyền ở trong sân vườn. Mau lên, chuyền cho chị đi. Đây. Ghi điểm rồi, tuyệt vời. Hay quá, chúng ta ghi điểm rồi. Không, các ngươi chơi ăn gian. Không có ăn gian, chúng tôi chơi rất công bằng. Các em, hãy bình tĩnh lại đi. Không cần phải khó chịu với nhau vì chuyện này. Mọi người hãy qua đây, thầy có một tin vui đây. Chúng ta sẽ thi đấu ở các thành phố lớn để giành quyền tham dự giải quốc gia. Hay quá! Từ giờ chúng ta phải tập luyện chăm chỉ hơn. Trận đầu tiên sẽ diễn ra vào tuần sau. Hãy nhớ rằng một tập thể phải đoàn kết mới có thể chiến thắng được. Bọn em sẽ ghi nhớ thưa thầy. Bảy chú dê con đeo ba lô lên lưng và trở về nhà trong tâm trạng hào hứng. Chào các con. Mẹ ơi, đoán xem hôm nay có chuyện gì? Có chuyện gì thế? Nói đi. Nhưng mà từng đứa nói thôi nhé. Mẹ ơi, huấn luyện viên bảo rằng tuần sau bọn con sẽ thi đấu với trường khác để giành quyền tham dự giải quốc gia. Đúng là một tin tốt. Mẹ rất tự hào về các con. Bây giờ mẹ sẽ chuẩn bị món mà các con thích nhé. Tuyệt quá! Trong lúc chờ đợi, các con hãy đi làm bài tập đi, đừng lãng phí thời gian. Một tuần trôi qua, các chú dê con đã sẵn sàng sau khi cực lực tập luyện mỗi ngày. Tất cả quyết định thi đấu trận đấu tập cuối cùng với đội ở thị trấn kế bên. Được rồi, các con đã xong chưa? Các con sẽ muộn giờ đến trường đó, đã mang đủ đồ rồi đúng không? Đúng rồi ạ, mẹ thì đó. Bầy dê con đi bộ đến trường. Chúng nhắc nhở nhau về vai trò của mỗi người và điều cần làm khi thi đấu. Được rồi, mọi người, thầy tin tưởng ở các em. Các em đã luyện tập và tin tưởng cho đồng đội. Bây giờ, đây là trận đấu tập cuối cùng của chúng ta. Trong lúc đó, sói đang bày mưu tính kế. Hắn không thích các trò chơi đồng đội bởi vì hắn luôn muốn chiếm lấy ánh hào quang. Mọi người sẵn sàng chưa? Bắt đầu trận đấu tập cuối cùng nào. Vâng. Trận đấu diễn ra tốt đẹp, nhưng sau đó sói xấu xa cố tình đập bóng trúng vào mặt một chú dê con. Cú đập mạnh đến nỗi khiến chú ngã lăn xuống đất. Họ đã dừng trận bóng. Mọi người đều lo lắng và đứng vòng quanh chú dê con. Các em hãy đứng tránh ra, bác sĩ sẽ kiểm tra cho mấy ngày, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác sĩ kiểm tra cho chú dê con, chú ấy đang dần dần tỉnh lại. Em đừng lo nhé, không có gì nghiêm trọng đâu, em ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi. 3 ngày sau có thể ra sân bình thường. Ta có thể chơi vị trí của nó, dù sao thì ta cũng giỏi hơn nó nhiều. Em không có sao, mọi người đừng có lo quá. Lúc nãy em bị đánh trúng mặt, nhưng sau đó em không nhớ gì cả. Thầy đã chứng kiến mọi chuyện, thầy đã để ý em một thời gian rồi. Em chỉ nghĩ tới bản thân của mình và không hề tin tưởng ở tập thể.
Thầy không muốn chúng ta làm đồng đội bị thương. Thầy không thể nào chấp nhận hành vi này. Trong đội của thầy, tinh thần thể thao là quan trọng nhất. Vì vậy cho nên là thầy quyết định không cho em tiếp tục được chơi trong đội nữa. Tên sói không biết phải làm sao. Hắn không nói không rằng thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Bây giờ chúng ta đang thiếu một cầu thủ. Nhưng các em đừng có lo, các cầu thủ dự bị của chúng ta cũng luyện tập chăm chỉ và sẵn sàng ra sân ngay. Cảm ơn huấn luyện viên. Em sẽ cố hết sức. Những chú dê con vui vẻ trở về nhà. Chúng lên giường ngủ sau khi đã ăn tối. Tất cả đều mơ về chức vô địch. Mau lên các con, đã đến giờ dậy rồi. Hôm nay là trận đấu đầu tiên trong giải thể thao. Mẹ ơi, bọn con sẽ không bị trễ chứ? Không đâu con à, đừng lo lắng, vẫn còn thời gian mà. Mẹ ơi, con không thấy đôi giày của mình đâu cả. Tối qua chúng ta đã chuẩn bị hết rồi mà, nhớ không? Mẹ ơi, bọn con sao rồi? Mẹ chúc các con may mắn. Mẹ tin rằng các con sẽ giành chiến thắng, miễn là các con có niềm tin ở bản thân và tập thể. Mẹ yêu tất cả các con. Trận đấu được bắt đầu. Những chú dê con với sự phối hợp nhịp nhàng đã giành chiến thắng. Tuyệt vời, chúng ta là đội bóng xuất sắc. Các em trai của chúng ta chơi hay thật đó. Các em đã chơi hay hơn thầy nghĩ rất là nhiều. Thầy chúc mừng mọi người. Vẫn còn 5 trận đấu quan trọng hơn đang chờ chúng ta. Mỗi tuần sẽ có một trận đấu và chúng ta sẽ thi đấu ở các sân khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ quay về thị trấn và tiếp tục tập luyện cho chức vô địch. Mẹ ơi, chúng con đã thắng trận đầu tiên rồi. Các con nói thật hả? Mẹ cảm thấy rất vui, mẹ tự hào về các con lắm. Chúng con sẽ thi đấu mỗi tuần một trận. Bây giờ con cảm thấy mệt quá, con chỉ muốn lên giường ngủ thôi. Nhưng mà con cũng thấy đói bụng nữa. Tất nhiên rồi, các con đã trải qua trận đấu căng thẳng và đã cống hiến tất cả sức lực của mình. Thức ăn đã có rồi, chúng ta cùng nhau dọn bàn rồi ăn nhé. Thời gian trôi qua thật nhanh. Các chú dê con đã thắng tất cả trận đấu. Chúng háo hức chờ đến trận đấu cuối cùng. Trong lúc đó, tên sói cũng không chịu đứng ngoài cuộc. Hắn đã giành được một vị trí chính thức ở trận đấu cuối cùng. Ta thật sự rất muốn xem gương mặt của đám dê con đó khi bọn chúng nhìn thấy ta ra sân. Cũng may là ta đã tìm được một huấn luyện viên nhìn ra thực lực của ta. Lần này ta sẽ cho chúng một bài học nhớ đời. Ngày thi đấu trận chung kết đã đến. Huấn luyện viên tập hợp các cầu thủ để đưa ra vài chiến lược. Mọi người có thấy những gì em đang thấy không? Thật không thể tin nổi, sao lại có chuyện này được? Nè các em, đây là trận chung kết rồi, đừng để những thứ khác làm ảnh hưởng tới mình. Bây giờ các ngươi sẽ thấy ai mới là nhà vô địch thật sự. Trận đấu bắt đầu và tên sói với lợi thế chiều cao đã ghi nhiều điểm cho đội của mình. Bầy dê con tội nghiệp không thể ghi được điểm nào, cũng như ngăn cản tên sói ghi bàn. Kết thúc hiệp 1, đối thủ đè bẹp đội của những chú dê con. Ta phải làm gì đó, nếu không thì sẽ thua trận đấu này. Chúng ta có thể làm gì đây? Chẳng lẽ chỉ không thấy tên sói đang trút hết tức giận vào quả bóng sao? Các em đã bỏ qua một thứ rồi. Là gì ạ? Sói là cầu thủ năng nổ duy nhất trong đội đối phương. Vậy sao ạ? Cho nên chỉ cần các em ngăn được tên sói, các em sẽ chiến thắng. Nhưng các em phải đoàn kết mới được. Nên nhớ là một trận đấu bóng chuyền có tổng cộng 3 hiệp. Chúng ta còn 2 hiệp nữa. Thầy có một kế hoạch, hãy nghe cho kỹ nha. Hiệp 2 bắt đầu.
Tên sói có bóng và khi hắn thực hiện màn đập bóng, ngay lập tức hắn bị truy cản. Trong lúc sói bất ngờ thì các chú dê con đã ghi điểm. Mỗi khi cầu thủ của đội đối phương cố gắng can thiệp, sói đều hét lên bảo họ truyền bóng cho mình. Bầy dê con ngay lập tức biết mình phải làm gì. Các cầu thủ đối phương tức giận với sói, đến nỗi họ bỏ ra sân và không tiếp tục thi đấu. Chị chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ. Đoàn kết chính là chiến thắng. Chỉ còn tên sói đơn độc trên sân và những chú dê con đã chiến thắng một cách dễ dàng. Sói nhận ra sai lầm của mình nhưng đã quá muộn. Những chú dê con tự hào nâng cao chiếc cúp vô địch của giải. Hôm đó họ đã hiểu được sự quan trọng của tập thể và vui vẻ trở về thị trấn. Ngày xưa. Mình sẽ ăn salad trước, sau đó là mì ống, rồi tới thịt viên. Dây mơ mộng vừa đi vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nghe dây mơ mộng nói về đồ ăn, sói lại đói cồn cào. Và một ít dưa chua, và một ít khoai tây chiên. Nè, có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đang nói về giấc mơ sao? Không có, tối nay ta sẽ ăn món đó. Mà ai nấu món đó vậy? Đây là bữa tối đặc biệt dành cho những ai phụ chăm sóc bọn trẻ. Người nói thiệt không? Họ cho ngươi bữa ăn ngon tới vậy à? Tại sao? Chỉ vì ngươi phụ trông mấy đứa trẻ à? Tất nhiên rồi. Tại sao trước đây ta không nghe ai nói tới chuyện này? Chờ ta với các bé ơi. Chú sói đang tới đây. Sói và dây mơ mộng cùng nhau đi tới nhà trẻ. Ở đây có các bé đang sống trong rừng hoặc ở những vùng đất xa xôi. Đầu tiên, dây mơ mộng ru thỏ con ngủ. Dừng lại các em, dừng lại. Em làm anh nhột nè, vì em mềm như cục bông vậy đó. Trong lúc đó thì sói... Gì vậy? Nhím à? Dừng lại đi. Ui, đau. Thôi đi ngủ đi. Ta nói là đi ngủ đi mà gạt nhóc. Sau khi họ ru các em bé ngủ xong, dây mơ mộng và sói gặp nhau bên ngoài. Trông ngươi không được khỏe lắm, có chuyện gì vậy? Ta phải chăm sóc cho mấy con nhím, nhưng ta lại không có mang theo găng tay. Ru sống rồi thì ta như vậy nè, ta chỉ nên cho chim ăn hay gì đó. Có mấy con chim ở đằng kia kìa. Sói liền chạy đến cho chim ăn. Trong khi đó, dây mơ mộng vào một căn phòng khác để cho đàn cừu ăn. Đừng có sợ, ra đây đi. Nhìn nè, anh có cỏ khô ngon lắm. Căn phòng này ấm quá đi. Chắc là các em thích cái nóng, đúng không? Mau ăn cho xong bữa. Nha. Ăn đi các bé của ta. Bé đang nhìn cái gì vậy? Hóa ra là sói đã vào phòng của chim cánh cụt. Nó đi vào ngay khi nhìn thấy tấm biển và không nhận ra là trong này sẽ rất lạnh. Sau khi dây mơ mộng cho lũ cừu ăn, cậu bé lại gặp sói. Ta cần thứ gì đó nóng. Nè, tới giờ tắm rồi, có lẽ tắm nước ấm sẽ có ích. Bé voi à, đừng mà, bé dễ thương quá à. Em làm ướt mọi thứ rồi, ướt luôn cả quần áo anh.
Lại đó đi nào mèo con, bé cần phải làm ướt người. Có vậy bé mới tắm sạch được. Đủ lắm rồi, ta không muốn làm việc này nữa. Ta bị đói còn hơn. Sói, ngươi đi đâu vậy? Đến giờ ăn rồi. Các bạn ơi, hãy theo dõi kênh Kondosan của chúng mình để xem thêm những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình và các bài thơ. Đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo nhé. Kondo-san. Ngày xưa, dê mẹ và 7 chú dê con của mình sinh sống hạnh phúc ở một thị trấn ven biển. Khắp nơi đều là cây cối xanh tươi. Sáng nào cũng thế, 7 chú dê con hâm hở nắm tay nhau đến trường, bởi vì đi học sẽ biết được nhiều điều mới lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trường chó đi chơi, trường chó đi chơi. Đi chơi hả? Ở đâu vậy? Ở một nơi xa lắm luôn, Paris đó. Paris hả? Ở nước Pháp đúng không? Tuyệt vời! Các chú dê con rất hào hứng với chuyến đi chơi lần này, đến nỗi chúng muốn chạy về nhà ngay để báo tin vui cho mẹ mình. Ai về nhà đầu tiên sẽ được báo tin cho mẹ. Tất cả đều cố sức chạy về nhanh nhất. Và khi về đến nơi, tim chúng đập thình thịch. Mẹ ơi, mẹ ơi. Có chuyện gì vậy các con? Trường bọn con tổ chức đi Paris. Hay quá. Vậy các con tìm hiểu về Paris liền đi. Bọn con tìm thông tin về Paris ở đâu vậy mẹ? Chúng ta sẽ tìm các thông tin trên mạng. Ngày hôm sau, chúng in ra tất cả thông tin và bắt đầu đọc. Cha! Hóa ra bảo tàng lớn nhất thế giới là ở Paris. Tên của nó là Louvre. Chúng ta chắc chắn sẽ phải đến đó. Nhưng chúng ta không thể tham quan hết được. Tại sao? Vì nó to bằng 10 sân vận động đó. Nếu chúng ta xem các tác phẩm nghệ thuật trong một phút thì sẽ phải mất 73 ngày để xem hết mọi thứ. Nhưng có một kiệt tác chúng ta nhất định phải xem, đó là Mona Lisa. Chà, chị thấy hào hứng quá. Còn tên này thì sao? Có khoảng 470.000 cái cây ở Paris. Nhiều thiệt đó. Chưa kể, còn có đến 173 viện bảo tàng và 450 công viên nữa. Đó là một thành phố văn hóa. Đừng quên tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà nữa. Mỗi năm có đến hàng triệu du khách đến tham quan những nơi này. Chị cũng vừa đọc đến tin đó. Chúng ta phải đến tham quan cả hai nơi. Ta hãy ghi chú vào đi. Ngày mai ta sẽ đưa cho thầy xem. Những chú dê con ghi lại mọi thông tin cho đến lúc tối muộn. Sáng hôm sau, chúng nói với thầy giáo về những gì mình đã đọc được. Các em làm tốt lắm.
thầy sẽ lên lịch trình chuyến đi dựa trên ghi chú của các em. Cuối cùng, ngày khởi hành đi Paris đã đến. Đêm đó, các chú dê con đi ngủ thật sớm, nhưng chúng không chợp mắt được và cứ trở mình liên tục trên giường. Hôm sau, chúng ra sân bay. Bầy dê con rất hứng khởi vì lần đầu tiên được ngồi máy bay. Hay quá! Chúng ta đang bay! Chuyến bay rất thuận lợi. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Lúc đó, một chú dê con nhận ra ngay một khuôn mặt quen thuộc ngồi ở hàng ghế sau, đang cố gắng đóng giả thành người khác. Dê con nhìn kỹ hơn, nó nhận ra đó chính là sói xấu xa. Hắn đeo kính và gắn bộ ria mép giả, nhưng đôi tai dài và hàm răng sắc nhọn kia đã bán đứng hắn. Này, hãy nhìn hàng ghế sau, nhưng đừng lộ liễu quá, chẳng phải là sói xấu xa sao? Không thể nào, hắn đang làm gì ở đây vậy? Không biết hắn có âm mưu gì nữa. Tiêu rồi, chắc chúng đã nhận ra mình rồi. Lũ dê con này làm gì ở đây vậy? Mình phải trốn ngay thôi. Sói trườn ra khỏi chỗ ngồi và vào nhà vệ sinh. Hắn không rời khỏi đó cho đến khi máy bay hạ cánh. Ngay khi đến Paris, các chú dê con đi đến khách sạn. Tên sói theo dõi chúng và nở nụ cười gian ác. Chúng ta lại gặp nhau rồi, cứ vui vẻ khi còn có thể. Đám dê con đáng ghét kia, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Điểm dừng chân đầu tiên của chuyến đi là tháp Eiffel. Bầy dê con đứng dưới ngọn tháp, há hốc mồm kinh ngạc bởi vì độ cao của nó. Ở ngoài nhìn hoành tráng hơn trong sách nhiều. Chúng ta hãy leo lên đỉnh tháp và ngắm nhìn cảnh xung quanh đi. Quang cảnh trên đỉnh tháp thật đẹp, và mọi thứ trở nên nhỏ xíu. Sau khi ăn uống một chút, mọi người lại đến bảo tàng Louvre. Tại sao nơi này lại đông thế thưa thầy? Bảo tàng là nơi cất giữ những tác phẩm có giá trị. Vì vậy mọi người đều thích đến tham quan. Bảo tàng làm sáng tỏ lịch sử của thế giới. Sau khi xếp hàng chờ đợi, họ mua được vé và vào trong bảo tàng. Sói xấu xa bám sát theo sau, không rời mắt khỏi con mồi. Tất cả bắt đầu dạo chơi trong bảo tàng. Những chú dê con thích thú ngắm nhìn mọi thứ. Chúng dừng lại trước từng tác phẩm trưng bày và chia sẻ thông tin với bạn bè. Thầy giáo rất tự hào về chúng. Trước khi kết thúc chuyến tham quan lần này, họ dừng lại trước tác phẩm giá trị nhất ở bảo tàng, bức họa nàng Mona Lisa. Sói lợi dụng đám đông để trà trộn và đến gần những chú dê con. Một chú dê đang kể cho bạn nghe về Mona Lisa. Ơi đám dê con tội nghiệp kia, các ngươi không thoát được tay ta đâu. Em biết ngay là tên sói xấu xa ngồi phía sau máy bay. Những chú dê con bỏ chạy tán loạn. Chúng la hét và khung cảnh trở nên hỗn loạn.
tình hình cực kỳ lộn xộn. Những du khách khác trong bảo tàng cũng hoảng hốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sói vẫn rất bình tĩnh. Hắn đã thay đổi ý định của mình, lợi dụng lúc đám đông bỏ chạy. Hắn đã lấy trộm bức họa Mona Lisa và cố gắng chạy ra cửa. Hắn muốn bán bức tranh để trở nên giàu có. Trong lúc hoảng loạn, không ai nhìn thấy tên sói lấy trộm bức tranh. Tuy nhiên, chú dê nhỏ nhất đã phát hiện việc này. Nó biết mình phải ngăn tên sói lại. Anh ơi, chị ơi, hãy nghe tiếng để tìm ra em. Các chú dê con khác nghe tiếng chú dê út, ngay lập tức chạy đến chỗ nó. Em ổn chứ? Tên sói có làm gì em không? Dạ không, hắn không có ở đây để làm điều đó. Sao cơ? Tại sao hắn lại bỏ chạy? Hắn đang cầm gì thế? Hắn muốn lợi dụng chúng ta để đánh lạc hướng mọi người và đánh cắp bức tranh giá trị kia kìa. Chúng ta phải lấy lại bức tranh đó. Tên sói ghét nhất điều gì? Tất nhiên là tắm rồi. Chúng ta đều biết người hắn hôi lắm. Vậy hãy cho hắn đi tắm. Bằng cách nào? Chị có mang súng cao su chứ? Có. Còn viên bi thì sao? Có luôn. Thế thì hãy nghe em nói đây. Sau khi vạch ra kế hoạch tác chiến, hai chú dê con chạy theo tên sói. Một chú dê dùng súng cao su bắn một hòn bi vào các vòi phun nước ở hành lang nơi tên sói đang chạy trốn. Khi viên bi bắn trúng, vòi phun nước tuôn ra ào ạt. Tên sói hoàn toàn bị bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra? Nước từ đâu ra vậy? Mình không thích bị ướt chút nào. Chú dê con lại bắn ra một viên bi khác, trúng một vòi phun nước nữa. Cả sàn nhà toàn là nước. Tên sói trượt chân ngã xuống sàn cùng với bức tranh. Bảo vệ của bảo tàng ngay lập tức ập đến bắt tên sói. Bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci đã được treo trở lại vị trí ban đầu. Vào cuối ngày, giám đốc bảo tàng tuyên dương 7 chú dê con vì hành động anh dũng, mưu trí tuyệt vời và tặng chúng những món quà xinh đẹp. Khi mọi người trở lại thị trấn, dê mẹ và những người dân rất tự hào về chúng. Họ cõng những chú dê con trên vai đi đến trường. Còn sói xấu xa thì sao? Ban đầu, hắn đã phải nằm ở bệnh viện một thời gian dài. Hắn bị buộc tội cưỡng đoạt tài sản, cho nên hình phạt dành cho hắn phải lau sàn nhà ở bảo tàng Louvre một năm. Hắn rất hối hận vì việc mình làm, nhưng đã quá muộn. Các bạn ơi! Hãy theo dõi kênh Condosan của chúng mình để xem thêm những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình và các bài thơ. Đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo nhé!